Việt Audio Vĩnh Long xin chào quý vị và các bạn thân mến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký và ủng hộ kênh của Việt Audio Vĩnh Long. Thì hôm nay Việt cũng mới vừa test xong là 246 chiếc radio cassette. Thì Việt sẽ báo giá cho quý vị và các bạn. Thì đây là những cái chiếc đài radio cổ. Thì nó mang cái tính chất là giá trị sưu tầm. Thì cũng rất là nhiều anh em là có bình luận comment và có alo hỏi thì việc có báo giá thì nhiều anh em là bảo là những cái thứ này là những cục sắt rỉ mà cái giá nó lại như thế là không hợp lý. Thì việc cũng xin chia sẻ đến anh em luôn, đây là những đồ mang cái giá trị sưu tầm, mang giá trị sưu tầm đó. Thì đôi khi những cái đồ mà mang giá trị sưu tầm thì nó có thể là vượt qua cái ngưỡng giá trị thật của nó nha anh em. Có thể là vượt qua luôn cái ngưỡng giá trị thật của nó. Ví dụ như cái cassette, mình ví dụ như cái cassette này thì lúc mà nó mới xuất xưởng là nó bán 100 đô đi. Thì nó theo thời gian 5 tháng thì nó qua cái nó cổ đi và nhiều anh em thích thì nó có thể là mua cũ như cục sắt rỉ luôn, nhưng mà giá trị nó khoảng nó còn hơn 100 đô, tức là nó vượt qua cái ngưỡng mà giá trị mà thật của nó luôn. Thì cái này là nó cũng tùy thuộc vào cái đam mê của anh em thôi. Đó, cái đam mê sưu tầm. Nhiều anh em thì sưu tầm để hoài niệm về những cái kỷ niệm xưa. Đối với những cái con này thì nhiều anh em đem về cũng không có hát, chủ yếu là để trưng bày thôi. Có nhiều anh em là mua những cái con này của Việt nè là không cần test đâu. Mấy anh em đó khỏi bảo khỏi test, tại vì về cũng không có hát. Mà những anh em đó thích để nó ở trong cái không gian phòng nhà mình. Thì đó là lý do tại sao những cái cục sắt rỉ này như nhiều anh em đã bình luận comment là nó có giá khá cao. Rồi, đầu tiên thì việc giới thiệu đến anh em con Natonan. Thì xin thưa với anh em là trong đây nó có 6 con, thì việc đánh dấu từ con số 1 cho đến con số 6 và sẽ báo giá luôn. Và nói chung là tất cả những cái con ở đây là giá là đã bao gồm phí vận chuyển, nhưng việc xin phép không ship COD. Không ship COD nha anh em, tức là không ship trả tiền sau đó. Chuyển khoản đầy đủ thì việc sẽ chuyển hàng cho anh em. Đầu tiên là con cassette Natonan. Đó. Natonan F6, mã của nó là số 5, giá 2.500.000. Và cái con này thì chiều ngang nó là 40, gần 40, chiều cao của nó khoảng 11, nhưng mà mình không tính qua sách nha, qua sách nữa thì nó cao. Và con này nó sở hữu hai lo hai bên và hai lo chép, có cổng kết nối ở bên ngoài. Đây là cái dây điện thoại kết nối ở bên ngoài. Và đặc biệt là con này rất là cổ rồi, mà âm thanh của nó nhỏ xíu như thế này thôi, nhưng mà âm thanh của nó hay ngang bằng với những con mà lo to như thế này nè. Những cái con to thì âm thanh nó là cũng ngang với con này. Và chút xíu nữa Việt sẽ test, Việt xin phép nghe điện thoại cái nha. Nghe thầy ơi. Mồi mấy cái đó là mồi đi, mồi nước nó hết nước rồi đó. Mồi tới nào nó đầy á, nó mới giờ lên. Rồi thì con này âm thanh của nó khá ấn tượng, theo việc ấn tượng thấy nó xíu gì chứ ấn tượng hơn những con này. Rồi bây giờ Việt sẽ test ha. Đầu tiên thì test cái gì đây ta? Ủa mình có ghim điện không? Chưa ghim điện, xin lỗi anh em. Cái con này thì nó xài điện nguồn là 9V. Cái cục nó có cục biến 9V, hoặc là anh em xài pin thì 6 cục. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ test FM cho anh em nghe nha. Sao mà không có điện gì chứ nha. Hơi cúp điện hả? Chủ
nhà trọ nào như vậy? À, ba má mày thật tốt. Cho tao gửi lời xin lỗi hai bác. Đây là FM. Tôi bật khóc. Và cái nút này là ba lăng, tức là chỉnh lo trái lo phải. Và nút này là chỉnh chép. Sau lần đầu tiên tao sợ lắm. Tao đã muốn thôi. Nhưng tụi nó không để tao lui nữa. FM, AM. Tao chẳng còn cách nào khác. Và bây giờ mình sẽ test AM. Căn phòng rất xin lỗi FM. FM. FM nhiêu ta? Cho đời mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em linh mộng. Đó là FM. Rồi bây giờ mình sẽ test băng để anh em chúng ta nghe. Đang trôi cùng sâu. Còn gì nữa đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu ai. Vì người ta đã phụ tôi nhiều. Bây giờ tôi chẳng còn tin. Trong nhân gian có kẻ chúng tình. Tôi dần tôi đã. Rồi bây giờ thì mình sẽ test điện thoại ha, sẽ test nhạc điện thoại, nhạc của Quang Lập kết nối từ cái ngõ bên ngoài. Thì hình như nhạc kết nối ngõ bên ngoài này thì mình bật lên đây là phải không ta? Ở đầu để mình bật thử coi. Em đi rồi, anh trở về đơn côi. Nhạc sầu chia phôi, đưa anh vào cõi nẻo đời. Buồn ơi là buồn, nghe mưa về dặn mắt ai. Đường. Rồi thôi mình test là thời gian ngắn thôi, tại vì còn nhiều cái khác để mình test nữa. Rồi một con test xong thì mình sẽ bỏ ra một bên để cho trống chỗ để test những con khác. Rồi tiếp tục, đây là con Natonan, rất là nặng, rất là to. Và mình sẽ đo kích thước. Chiều ngang của em này là 44 và cao là nhiêu đây? Cao là 26. Rồi, em này cũng có cái ngõ kết nối điện thoại ở bên ngoài luôn để mình ghim điện thoại vào mình test thử coi. Thì em này là mã số là số 1, giá là 2.800.000. Mình để mình cắm điện vào. Con này là xài điện nguồn 100V. Đó. Rồi, đã vô điện rồi. Tắt ở đâu ta? Mấy cái này lộng cộng hoài. Rồi bây giờ mình test nhạc Quang Lập trước rồi. Như là lộn ngõ, cắm ngõ dưới kìa. Khi thép của tình kêu sang. Đây là bộ quay về xiết mong an hòa. Hạnh phúc chân dài khi đôi lòng nghe cánh xa. Cắm ngõ ở đây nha anh em. Này nó có hai ngõ. Đam mê chôn phôi. Hoàng vu quên đời. Ôi khắc khoải nhớ người tình ơi. Rồi bây giờ mình test băng đi. Test nhanh để anh em còn em ơi trời ngày mùa hoa lá thơm.
hai loa chép luôn. Và ở đây là cái này để tăng, để băng chạy nhanh chạy chậm nè, để mình thử cho anh em nghe nha. Cái này là để tăng cái tốc độ quay của băng đó. Thì anh em nào thích chơi cái kiểu nào đó thì chơi. Rồi mình lấy băng ra cho mình test FM AM. Bây giờ FM AM bật ở đâu đây ta? Sòng sró, sòng thang kia sạc nơi lộng đẳng âm trả chiến. Dù kỷ hợi 939. Ê, tôi nhớ hoài cái kỷ niệm. Cái này à, bố nói là con... Rồi giờ mình test FM. Chạy tốt hết. Rồi, xong. Con số 2 giá 2.8 triệu. Mình dẹp qua một bên. Đó. Tiếp tục là Natonan. Tiếp con Natonan, hết Natonan thì mình sẽ test những con khác. Thì Natonan này cũng có cái ngõ kết nối từ điện thoại. Bây giờ mình sẽ kết nối điện thoại trước ha. Nguồn điện là khoan, em này nguồn điện nhiêu đây? Nguồn điện 100V. Rồi. Giá 2.8 triệu luôn. Đó. Này nó có hai ngõ để mình cắm vào ngõ nào nó. Rồi bây giờ mình sẽ test băng ha, test băng đi. Rồi cái này để ngược lại. Test băng. Băng thì mình phải bật cái nào ta? Em ơi đẹp rồi, nhìn rồi, chẳng còn gì nữa đâu em. Rồi, thì băng cũng đã chạy tốt. Bây giờ mình test tới cái vấn đề là gì? FM, AM. Một lực lượng thường xuyên rất khắc nghiệt. Đánh hiểm thắng lớn. Bộ quốc phòng. Rồi tới AM, FM. Rồi. Ok, hoạt động tốt. Con này mã số là số 2, giá 2.8 triệu. Tiếp tục là Natonan. Con này là giá trị sưu tầm. Con này không có băng, con này chỉ có đài thôi, vỏ gỗ. À, vỏ gỗ. FM 90. Vỏ gỗ. Natonan made in Japan. Điện 100V ha. Em này thì mang cái giá trị sưu tầm rất là cao. Đó. Cái lo này nghe rất là hay nha anh em, lo này đường kính tầm 16, cái lo này nghe hay lắm. Rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe. FM và AM thì mình chuyển ở đây, gà đại đây. Bất kể lúc đó mình đang làm gì, Trung Hiếu bị ảnh hết như thế gần 2 năm. Rất hay. Tôi không nổi nên cuối cùng đóng với thầy cái lo toàn giải. Cái ông này là lo toàn giải rất là hay. Còn sợ thôi, còn bố sợ dẫn dân dân, nó còn mạnh mồm, không sợ bị đuổi học. Rồi giờ AM.
Sao mà hai miền đã chấn yểm ở đây với núi cánh diều dịch mây. Và chú Thế Hiển thân mến, những cái chia sẻ của chú. Con này nghe nhạc radio rất là chắc luôn. Cách làm tốt. Nhỏ xíu thôi, nhưng mà chú cũng là một người rất là may mắn khi mà trưởng được thành trang. Rồi, mở nguồn tắc nguồn đây, con này chạy tốt. Con này là, em đánh dấu nó là số 6, giá 2.500.000. Đó. Con này giá trị sưu tầm rất là cao, rất là độc. Rồi, tiếp tục, đây là cái ông gì đây? Đài sáp, hai lo. Con này xuất châu Âu, điện nguồn 220. Anh em nào thích xài 220 thì xài con này. Xuất châu Âu nên điện nguồn 220. Rồi. Mình cắm điện nguồn vào. Tẹt. Mở volume đâu ta? Volume đây. Điện nguồn gạo. Để mình thử coi có điện chưa. Rồi, nguồn là có. Bây giờ mình sẽ test FM. Hai cái tai. Không ngờ của Đạt Quốc từ thời mất bụi này là quý rộng 973 rồi mới được du nhập vào giao chỉ nhỉ. Không biết con thúc ngựa phi nhong 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 ngựa phi khất khùng hai cha con cùng ngã lăn đùng. Rất là vui ạ. Chính vì có những cái lời lẽ rất là giản dị này. Rồi, con này thì mình không có thấy cái ngõ mà kết nối với ở bên ngoài nha, với thiết bị bên ngoài. Con này giá 2.500.000. Rồi bây giờ mình test băng. Con này đài gì nó nhiều lắm, mình không hiểu lắm. SV đúc rồi MV đúc rồi LV đúc rồi UH gì tùm lum hết chứ. Con này châu Âu anh em về nghiên cứu nha. Rồi bây giờ mình test băng. Mình trong gian khổ ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi những ý thắm mong chờ. Có lò trái lò phải chỉnh chép là mình để ngay chính giữa thì kêu hai lo, còn mà dặn qua bên thì kêu một lo. Tiếng khá hay, giá 2.500.000. Con này mã số là số 3, điện nguồn 220V. Rồi bây giờ tiếp tục là test cái con mà giá mà rẻ nhất ở đây là cái con đài Philip. Con này xuất châu Âu, điện cũng 220V. Con này khá nhỏ, ngang nó khoảng 30, cao khoảng 20 thôi. Điện nguồn 220V, con này giá 1.300.000. Con này giá 1.300.000. Thì giờ mình sẽ bắt radio ở đây. Dạ đâu quên rồi. Nhiều đài anh em. Bà kể nóng qua nóng. Đó, tùm lum đài cho mình cũng. Đây là volume. Tốt hết. Đẹp đôi những
mấy cái đài này thì nói chung là về sưu tầm nè, hoặc là anh em nghe radio. Con này cũng xài pin, nói chung mấy con đài này con nào cũng xài pin chứ. FM 108. Con Bilip này cũng hay, 1.3 triệu. Rồi, xin chào anh em.